Ok, chào mừng 1 triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Và hôm nay mình đảo lại một cái con game đó là Vormu 2 tại server mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Và server đó có tên là server Kumdum nha anh em. Đây, mình bấm vào server cho các anh em thấy nè. Server Kumdum 150 nhân là cái đó là cái lượng S của người ta nha. Đặc biệt là server này là AD, người ta không có nhúng tay vào và không có mo quản lý, nên các anh em mua bán giao dịch trao đổi các kiểu hãy liên hệ ngay và luôn với những người uy tín. Những người uy tín đó là ai? Những người uy tín đó là những người mà người ta thường chơi ở server, người ta có mặt đầy đủ ở tất cả các server. Như ví dụ mình điển hình cho một người mà các anh em có thể tin cậy đó là anh cơ trưởng. Đặc biệt cơ trưởng có ghi lô tại server Kingdom này luôn, miền Nam miền Bắc các kiểu anh em. Và đặc biệt là cơ trưởng có cung cấp đôi con sỉ hoa lẻ luôn. Các anh em muốn nhận thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ, các anh em inbox vô cái Zalo là 085 5 con số 6 2 con số 2. Chờ nữa mình sẽ ghim cái số điện thoại và kèm theo đó là cũng là số Zalo để cho các anh em có thể là đánh đề nè, và các anh em có thể mua đôi con nè nhờ trung gian đồ các kiểu. Cái độ uy tín của anh cơ trưởng thì đã lên mát rồi anh em ạ. Thì tất cả các server như ví dụ là 2K3 Hoàng Kim hay là bên server của anh Phi và server của anh Dương Hiếu Phong thì ảnh phủ sóng hầu như là toàn cầu rồi. Thì cái độ uy tín của ảnh thì anh em đã biết rồi ha. Thì không nói dài dòng lôi tôi linh tinh nữa, hôm nay mình vào trong đây mình sở hữu một cây đồ của Gì Phay. Vì đi tới đi lui và đi ra đi vô thì cũng vậy, Gì Phay mình sẽ đưa lên là cái clip đầu tiên và cái clip nhiều nhất. Còn một số gì class khác thì mình sẽ thủng thỉnh và đưa lên sau nha. Hiện tại thì một số anh em đang phàn nàn gắt dữ dội ở server này. Phàn nàn về sao? Phàn nàn nói là dân cài không thể sống và các anh em có thể chơi với một cách là thoải mái nhất. Vì sao thoải mái nhất thì các anh em cứ chủ trương là chỉ chơi để trải nghiệm. Các anh em đừng có nghĩ chơi để VIP. Nếu mà chơi để VIP thì server nào cũng vậy, dù có mod hay không có mod gì thì các anh em cần phải nạp nó mới VIP được. Còn các anh em chơi với một cái con game đúng chắc cài cuốc, mình thấy server này nó cài cuốc được nè. Cái đậu xanh nó từ giờ nó lan hết vậy anh em à. Rồi, từ giờ nó lan anh em. Bù đông ở đây gần gần mình vô một cây BT rồi nó lan luôn anh em à. Đang nói chuyện mà nó lan bỏ bú luôn anh em à, nó lan mà nhảy ra ngoài luôn anh em. Thì hôm nay mình vào trong một cái server mới nhất ngay thời điểm hiện tại, mình vào mình review chia sẻ cho các anh em mà cái lối chơi nhẹ nhàng dễ thở. Vì một số anh em nói là nói làm sao để cho các anh em vào trong đây chơi cho nó nhẹ nhàng nhất thì mình không biết nói làm sao, và hôm nay mình chỉ vào trong đây review chia sẻ cho các anh em. Các anh em muốn chơi tốt một cái server, các anh em muốn trải nghiệm một cái server hay là đặt vào nó là một cái server để cho mình cài cuốc đi, thì các anh em cứ thoải mái mà chơi clip nào như clip nấy. Mình cũng vẫn nói với anh em là chơi trải nghiệm, chơi giải trí, chơi để đốt thời gian chơi thì các anh em sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì là nó không cay cú. Không cay cú là sao? Không đua từ cái lần reset, không hơn với nhau từ món đồ. Nếu mà các anh em thủng thỉnh hay là các anh em dư khả năng thì các anh em có thể mua đôi con nè, nạp đôi con vào, các anh em trang trí một cái acc của mình để cho nó đẹp lung linh lộng lẫy theo ý của mình. Như vậy là chơi nó rất là êm thoải mái, không có gì phải cay cú. Còn các anh em nghĩ cái đường mà xấu xa như ví dụ là phải bờ gồ trong một cái con game, hay là mình phải nắm top tại một con game, hay là mình phải một ngày mình đào ra được là cả ca đôi con, thì đừng có đặt nặng vấn đề đó, thì các anh em sẽ chơi nó nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Thì hôm nay mình vào trong đây cho các anh em xem là server này người ta cũng còn hưởng ứng rất là đông, rất là vui, nên các anh em mà có thể vào trong đây chơi để trải nghiệm một cái server là không có mo và ở đây không nhúng tay, không chịu trách nhiệm bất cứ dù những cái gì, mắc một gen gì người ta cũng không đền, mắc cái quần đùi người ta cũng không lấy lại luôn. Vì sao? Vì là không có ai nắm, không có ai quản lý, nên các anh em hãy thận trọng, cái đầu phải tỉnh vào. Đặc biệt là các anh em hãy check khi mua bán giao dịch gì các kiểu, các anh em hãy check kỹ cái thông tin người mua người bán, hoặc là các anh em check kỹ cái thông tin người trung gian. Các anh em lưu ý một điều nè, khi mà cái người bán tự động lôi người trung gian vô hay là một cái người mua tự động lôi một cái người trung gian nào vô thì các anh em phải check cho kỹ cái người trung gian đó. Đặc biệt hay chừng nữa các anh em có thể là nhờ anh cơ trưởng, nói lại một lần nữa, các anh em có thể nhờ cơ trưởng để mà trung gian nè, hoặc liên hệ với anh ấy đánh đề, hoặc không đánh đề thì các anh em có thể mua đôi con qua anh ấy. Thì chừng nữa các anh em muốn biết thông tin giá đôi con thì có thể là inbox ở qua cái đường Zalo. Thì chừng nữa mình sẽ có ghim một cái Zalo
chính chủ và cái Zalo là chắc ăn như bắp cho các anh em tìm tòi, cho các anh em theo cái đường dây đó mà có thể là thông gạ chịch các kiểu danh nha. Thì hiện tại các anh em thấy không, vào trong đây người ta hưởng ứng rất là đông nha, đấy người ta hưởng ứng rất là đông nè, trong khi server này á thì không có ai nắm hết, nhưng mà các anh em chơi rất là đông vui. Vì sao đông vui? Vì là gen nó rất có giá trị. Hiện giờ á thì win người ta bán với rất là rẻ, các anh em thấy không? Hiện giờ win nè, người ta bán chỉ có 50 thôi, 50 đê con nè, các anh em thấy không? 50 đê con. Lúc trước là có người bán bằng gen luôn. Đê con hiện giờ server thì nó cũng có giá là hạ nhiệt xuống rồi, chứ nó không có phải nóng như mà lúc mới ra, nên chúng ta có thể đầu tư thoải mái nha. Đây, mình sẽ vào vũ khí cho các anh em xem. Đấy. Nó ra rất là nhiều nha, mình thích cái nào thì mình vào cái đấy. Đặc biệt là người ta không có bán đồ class shop nè, đấy, không có bán đồ class shop nha. Thì chơi nó sẽ thoải mái, không có đồ whip đồ gì hết, chỉ có là đồ chúng ta tự cày, tự kiếm ra nên đồ nó sẽ có giá trị về lâu và về dài. Chơi tuyệt vời hay không tuyệt vời là do mình nha anh em, chứ không phải là do nhà phát hành người ta làm game. Vì nhà phát hành người ta làm game ra cho mình chơi hầu như là đã phờ ghi hết 90% rồi. Nên mình chơi không có cần phải cài cú quá đâu. Vì sao không cần cài cú quá? Vì là người ta trước khi mà vào cho các anh em chơi thì người ta đã có nói, người ta đã có nhắc cho các anh em biết là server không có mo, và ở đây không nhúng tay vào bất cứ cái chuyện gì hết. Thì các anh em dựa theo cái thông tin đó mà chơi, đừng có nhẹ dạ mà tin vào những cái lời gì hết. Tin theo cái lời của mình đi là chắc ăn như bắp, ba bó một dạ nha anh em. Càng ngày người ta bu lại càng đông. Thường thường người ta nói bu đông để làm gì anh em? Bu đông thì đánh gắm cho nó thúi chứ làm gì vậy anh em? Đấy, thì các anh em thấy không? Rất là sớm. Vì khi mà vào trong đây á, một cái server mà đông quá thì các anh em lại phàn nàn không có chỗ farm quái. Một cái server quán quá thì các anh em nói là không có người chơi, không biết làm sao để cho vừa, cho vuông, cho tròn với tất cả các anh em. Thì có những cái gì mới, những cái gì hot hay là những cái gì liên quan đến một cái server mà anh em yêu cầu nhiều nhất thì mình sẽ lên sóng review chia sẻ cho các anh em những cái thông tin. Mình không dám chỉ, không dám dạy hết, nhưng mà mình sẽ nêu qua những cái ý kiến và mình sẽ đưa ra những cái đường đi để cho các anh em dựa theo đó và mang máng theo đó để mà mình tham khảo, chứ không dám dạy nha anh em. Vì cái đường chơi và cái đường đi á, lúc nào cũng là tự anh em chọn. Mình bước tới là cũng tự mình bước, và mình bước lui cũng tự mình bước, nên các anh em chơi thì phải tỉnh vào. Cái điều quan trọng là các anh em phải tỉnh, đừng có gấp cái gì hết. Mình mua không được cái này thì mình mua cái khác, chứ đừng có mà vội hấp tấp. Server này các anh em chơi tâm huyết thì nó đúng nghĩa là một cái server cày cuốc. Vì sao cày cuốc? Vì chúng ta có thể cày gen đổi ra được rất nhiều đồ, đồ chúng ta trang trí ạc, hoặc là đồ chúng ta có thể bán để tích đê con chúng ta bán lại là thành ATM, thì nó có nhiều nguồn thu lắm, tùy theo anh em chơi. Và một số anh em chơi vào trong đây á thì người ta chơi với giải trí đam mê, còn một số anh em vào trong đây cày cuốc để kiếm tiền cà phê, tiền soi sáng, thì tùy theo lối chơi. Nếu mà các anh em chơi cho nhẹ nhàng dễ thở thì đầu tư tầm 100k đến 200k chúng ta có thể mua gấu. Gấu chúng ta có thể nhặt gen từ đó mà chúng ta tích, chơi về lâu về dài nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Các anh em tụ lên đây hết rồi làm sao mình BK được ta? Đi ra ngoài mấy anh ơi, đi ra ngoài mới BK được. Các anh em tụ ở đây rồi không có BK được anh ơi, các anh em tụ ở đây là không có BK được luôn á. Đây, các anh em thấy cái mã chợ không? Cái mã chợ là 41 nè, các anh em thấy không? Cái mã chợ cho mua bán giao dịch trao đổi của cơ trưởng là 41. Và đặc biệt là mình không có bán đồ gì ở trong cái con game hết nha. Mình không có giao bán đồ gì trong game hết. Các anh em, nếu mà anh em nào biết mình hay gì đó thì có thể nhờ trung gian, hoặc là các anh em check cho kỹ nha. Mình nhắc lại một lần nữa là cái server này là mình không có giao mua bán gì hết. Nếu mà buôn bán gì thì mình chỉ buôn bán qua hai cái đường link, một là cái Zalo, hai là cái Facebook thôi, chứ mình không có buôn bán trực tiếp gì ở trong game hết nha anh em. Mình sẽ đi dạo một vòng ra ngoài đây coi có ai BK không. Mình ra đây mình sắn luôn nha anh em, đậu xanh không có ngán bố con nào cho nha, đặt kênh full boost luôn. Này, có một đá kênh full boost nè. Mình đang gạ kèo với anh này để đi BK nha anh em, đang gạ kèo đi BK mà. Anh nói vậy nè, anh nói vậy nè, anh nói là không có BT, anh đang full boost nha. Một cái boost gì phay và một cái boost cung nữ nha. Một cái boost gì phay và một cái boost cung nữ.
Gọi thêm cái gồng máu lên cái nữa thì ảnh rất là trâu rồi. Mình sẽ đổi lại cái skill mũi tên Phượng Hoàng. Lên trên đây đại khai sát giới anh em ạ. Quá kinh khủng anh em. Đóng cổng trên đây luôn anh em. Ở đây đóng cổng luôn chứ làm gì nữa giờ anh em. Chơi game không BK đời không nể anh em ạ. Đậu xanh. Khá là hầm hố nha. Đấy, khá là hầm hố nha. Đóng cổng nữa rồi anh em ạ. Chơi là không boost luôn anh em. Lúc trước thì cái map Ikagut này nó không có gì hết, nó trống trơn thôi, nó không có gì để nói. Còn bây giờ thì quái người ta đã thả ở trên đây rất là nhiều. Sự kiện trên đây thì cũng hot hơn những cái map khác nên các anh em có một cái win để lên đây nghịch đồ các kiểu các anh em thấy không? Bãi quái thì người ta gai rất là nhiều, mình sẽ đi một vòng cho các anh em xem. Ổ có hết nha anh em. Video nghịch của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha. Clip sau nếu có dịp mình sẽ làm một clip live BK tại server Kingdom này để cho các anh em vào trong đây trải nghiệm cho biết nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.